Bây giờ là 40 giờ sang giờ xưa đi nè, có hai bộ tóc, có hai layout cho anh nè. Cái dây này là dây còn trên xe bánh xe thôi, là không có quá sang nha, không quá nghèo nàn khủng khiếp, không ăn mài mà có giáo dục. Mặt ác thì đó không mà Hà được cái tâm anh cũng ác nữa. Rất là gấp luôn, mọi người. Đồ còn chưa có, bây giờ còn chưa biết mặc đồ gì, mọi người ngoài theo mặc đồ rất là đàn ông luôn. Nhưng mà BB ta nãy giờ thì thấy là cái cách make up này kia thì BB nghĩ là chắc là đóng một cái vai mà đàn ông, một thanh niên trẻ đẹp, thanh niên trai tráng, thanh niên trai làng sắp đi lấy vợ. Không chị, ăn chơi chứ chị, ăn chơi gái gú này nọ nữa. Còn chị Nam Thư là chắc là đóng vai gái, vai là bạn gái vậy. Nghe nói là như ekip có cho BB vào cái vai mà em ai đi nào mình đứng đằng sau á. Quần chúng thì nó đại quần chúng đi. Không vậy em hát là nghĩ khác, em là nghĩ là hai mình là mặc hai cái mai cái đào á chị, mặc rồi. Cái tạo hình đó. Tạo hình là cái mai cái đào. Để cho mọi người vô chụp thôi. Vậy thì mình là mặc dày ý nghĩa gì? Là mặc đàn ông nha, ý nghĩa gì? À em là cái mai đàn ông, còn chị là cái đào đàn bà. Không thôi thì chị cái mai cái đào cũng đỡ, cho hai mình làm đồ bánh chưng bánh tét. Mấy bộ đồ bánh chưng bánh tét. Nó mới kỳ. Em không hề nghe gì luôn á. Em chỉ biết là gọi là em tới đây liền, chạy tới đây, ba tới đây liền vậy thôi. Không, thật sự là chị với anh Hưng thì người ta nói đồng vợ đồng chồng tắt ra cũng cạn. Em hiểu không? Của chồng công vợ. Yeah. Nhà này thấy gì tên là Minh Hưng, cuối cùng của chị. Là chị có tính tên rồi. Có. Cho nên là vì làm không công. Tất nhiên, trời ơi, của chồng công vợ mà. Còn em hám danh. Hám danh. Xin chào quý vị khán giả. Thì thật ra thì Phong may mắn được làm việc với anh Hưng được. Lần này là lần thứ hai rồi. Hôm nay là đến đây mới biết. Không biết sẽ làm cái gì. Thì tạo hình này theo anh nghĩ giống như là mình sẽ làm vợ chồng. Ôi dạ, không phải. Học sinh sinh viên vậy. Theo anh nghĩ thì sao? Giống vậy. Đi vũ trường. Em cũng khá là hồi hộp. Nhưng mà nói chung là em rất là vui và tháo quá tôi không biết lát nữa mình sẽ được làm cái gì đây. Nói chung là mình nghệ sĩ thì mình cũng đam mê thôi. Chứ mà mình ca sĩ thì cũng không có phải là cái chuyện quan trọng lắm. Thật sự là như vậy ạ. Bởi vì nói chung là cuộc sống cũng như công việc của em ở ngoài nó cũng rất là tốt. Mình nghĩ là mình có thể kiếm tiền ở nhiều nơi, không nhất thiết phải kiếm tiền của anh Hưng. Cho nên là có hay không có thì có thì mình vui thôi, mà không có thì mình không biết gì cả. Mình chỉ đi đồn đại một chút thôi, nhưng mà cha khiêm tốn quá. Chứ thực sự cái chó này anh Hưng trả lương mà hột xoàn đó. Cứ đứa bao nhiêu tuổi thì anh Hưng trả, ví dụ như năm nay thứ 32 thì anh Hưng sẽ trả 3 ly 2. Dạ. Trời ơi, em ăn cái mấy đi để anh Hưng trả cục 5 ly mấy. Hiểu không? À, năm mấy thì là 5 ly mấy. 5 ly mấy, hiểu không? Em xem 91 thì là 9 ly 1 đó. Là hơn 1 ca đó. Là hơn 1 ca đó. Thôi nhưng mà cà đeo đó thì cũng ngại lắm. Em nghĩ là cũng nặng tay lắm. Mình cũng không có càng đáng được. Thôi thì mọi người có sao thì mình cũng nhận vậy thôi. Em không có đòi hỏi. Thật sự như vậy. Nói chung của anh cả đó, anh giữ đi. Em không có đòi hỏi gì cho nó thật sự. Anh cảm ơn các em nhiều lắm nha. Nói trước, nói thiệt. Có gì vậy trời? Ở đâu đó gọi? Sắp sửa ra một cái MV có 10 tỷ đó. Nhưng mà tại vì chúng tôi đang là trai niên diễn viên. Xem là họ chụp hình họ có đạt không thì chúng tôi mới mời vô vai diễn. Em hồi xưa trẻ hay lắm. Cái này gọi là trẻ không chơi già mất nết chơi. Cho nên sau ngoại sẽ kiếm bài hát trẻ hơn. Là ngoại ở là ngày xưa cũng ngoại đẹp lắm. Đây đây đây, đây. Đấy, đây, bạn. Đây là bạn trai của ngoại. Đấy. Hồi đấy mẹ lúc 20 đôi 10 đéo cua. Không cua. 70 rồi cái bác xác lại. Bác mãi mới đổ đấy. Đấy. Không đẹp. Ôi dồi.
Rồi nhưng mà ác người không có quay cảnh mạnh không chịu đựng vui đó. Đẹp quá trời ơi, khi bị già bị xấu thế. Một hai ba đi. Mình là mặc hai cái mai cây đào á chị, mặc cái tạo hình đó, tạo hình là cái mai cây đào. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp trong tiếng reo vàng. Anh đến chỗ đấy. Đấy, ông ta đi này. Đây là trước á. A few moments later. Rồi, 200 tương tác thôi. Long quá, chân long quá. Rồi, tốt rồi, cứ đến đi ạ. Đúng. Người lén lực bà. Người lén lực bà. Chú không được nha. Neo 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 neo. Bắt bà. Bà làm gì đây? Nó giống khỉ lắm. Như vượn đấy. Thư và BB Trần đã xong phần mình trong cái một buổi chụp hình hết sức là hoành tráng lệ của anh Đàm Vĩnh Hưng. Và chúc cho là mọi người sẽ yêu mến sản phẩm này của anh Đàm Vĩnh Hưng. Và năm mới tới rồi, tôi xin chúc cho quý vị khán giả sẽ dồi dào sức khỏe năm mới, bạn sự điều mới, phát tài phát lộc nha. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đang trong giai đoạn những ngày cận Tết thì ai cũng rất là bận rộn. Tuy nhiên khi mà nghe có một cái kế hoạch là sẽ chụp một cái bộ hình vào dịp Tết này để ra mắt với mọi người thì ai cũng rất là phấn khởi, rất là vui vẻ nhận lời. Bởi vì cái bộ hình này sẽ khơi gợi lại cho mọi người những cái khoảnh khắc, những cái dấu ấn, những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà ở đâu đó trong cuộc sống ai cũng đã từng một lần bắt gặp, nhất là quãng đời tuổi thơ của mình. Khi mà những ngày năm hết, Tết đến xuân về, và ở đây không khí mọi người làm việc rất là vui. Và Quang Linh cũng cảm thấy mình rất vui và may mắn khi là có mặt trong cái buổi chụp hình sáng hôm nay. Bà mua gì đó đi lên xe nha, đi kìa. Làm sao mà được, có đang buôn bán, cái chút buôn bán luôn. Lên xe đi về, thôi bà đừng có cãi nữa. Không mua gì hết. Không. Mẹ thật kỳ quá. Trời ơi, đấy là con cháu mà cho nó bao nhiêu lần gì. Bảo đi, bác cải chạy đi. Trời ơi, đấy. Giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được giàu sang. Chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an.